trụ hành nghề của anh Yến nè, quá trời luôn. Ủa mà chắc này em trang điểm em đi đâu? Em đi hát. Ừ, rồi em trang điểm cho khán giả coi coi. Dạ. Vậy là vậy là có trợ giúp nó phải không? Dạ. Ừ, rồi được. Dễ thương quá à. Em thử có biết trang điểm không? Tự làm. Thôi, biết tự làm đi. Ừ. Làm cho xong. Thôi, khi nào không được đi hả trợ giúp ha. Ừ. Ừ. Tự coi kiếm tự làm đi rồi không được chỉnh cho. Tự làm đi má. Cái đó là cái gì nè? Dạ tin đền. Ồ phải nói nha, để về ta học nha. Mở quạt lên. Đó, được. Dễ thương quá hả, bắt đầu nha kem nền nha, đừng có rôn, làm gì mà rôn dữ vậy. Ừ. Đàn trai qua rước cái bả gùng hết trơn rồi chậm bê đi, nó chét bê đi. Ồ. Kê cho mượn cái quảng quạt kìa. Gì hả? Bây giờ vừa đánh vừa ca đi. Ờ, ca quảng á. Đôi đường soi chân cùng màu hú son đình tàn ngược đường mong chướng mai đôi đàn tội cảnh má hồng đừng tưởng không tưởng ai muộn em chính em dường về trong tranh cùng bữa ngày hiền hòa nay nên thân thiệp chào giáng anh hùng kiểu xa anh tài mau anh xuân mang đào. Ôi ôi hay quá. Nghe mùi quá ta ơi. Rồi chưa một bài là hết cũng muốn nữa cái mặt rồi đó hết chưa. Hát bản hậu quản đi chị hai. Bắt đầu nó chuyển qua nó hơi sáng sáng rồi đó. Mới nãy tông đen giờ hơi trong sáng rồi đó. Lên phòng B đó anh. Cho chàng qua hai cái lỗ tai luôn hai. Từ từ. Từ từ. Rồi chị có hũ hũ kem không sức khỏe ta. Mấy đứa này. Mấy đứa này phá chị hoài. Mấy đứa phá chị hoài để chị làm. Hổ đến cái mặt thôi. Để chị làm việc nha. Mấy em để chị làm việc. Chân giờ phải hai tông, cái cổ một tông, mặt một tông. Thôi không được. Kìa, cái cổ bên đây chưa. Rồi hồi nãy nó xăm xịt, bây giờ chân tư ha. Nãy đẹp xì. Đứa này tình á. Chọc chị hai hoài. Nãy xăm xịt. Để chị hai làm mấy đứa chọc hoài. Rồi chị nào một người phảnh lên đi. Rồi làm cúp hậu quán coi. Tìm màn tương gian có ai nâng hớt ai. Hay quá. Vội nâng Dương Phi chánh cũng mừng chính ta. Dương Phi cứ ngại nâng tam ba. Diện kỳ không muộn mình chứng ai. Nên diện không muộn mình chứng ta. Em phủ. Mày đưa bớt hỏi lại đi. Để cho chị làm. Quỷ sứ hà. Để cho chị có làm. Làm cũng như nhừ chứ bộ. Cái ai cho em cái tủ này. Dạ mấy bà chị trẻ. Mấy bà cho... chị của em cho. Nhiều quá hết nhớ rồi ha. Nhiều quá hết. Như là kem phấn em xài người ta cho không ha. Dạ. Có để ý anh nào chưa? Dạ chưa. Em đang ở Giá. Thôi đừng giấu má. Chịu con gâu ghìa nào nè, gâu ghìa. Dạ không. Sao vậy? Dạ, cái này là chị em với em. Chị mẹ thấy mình dẻo rồi, nó bị xứng à. Nó công, nó mới được. Chị em với em. Dạ. Ông mà nhẹ hơn em. Dạ, em biết mà. Nó muốn tông sao nó tông rồi. Hay thì đó mà nhẹ hơn. Dạ. Không có 125 mà. Trời ơi, nhìn biết rồi hả? Tự giờ gồng muốn chết luôn. Ừ. Đứa này thiệt tình á. Ừ. Phá hoài nha. Chị hả? Chị đang rung đó nha.
Hồi chị lên núi luôn á. Cái đứa này gặp chị hoài, chị đang ngại. Bây giờ tới cái môn, ở tới cái gì phải nói nha. Dạ cái môn bây giờ là mình đánh mặt nâu giống mặt bầm vậy đó. Đúng rồi đó. Môi phải môi thâm nha. Cái đứa này biết làm cái gì thì làm, mà nấu gì tao biết. Ừ, âm thầm làm rồi sao tao biết đó hả? Ừ. Mình đang vẽ cái trang điểm mà bà không nói gì. Mình đang vẽ cái gì nè, màu gì nè, phải nói luôn nè. Dạ cái này là màu nâu. Ừ. Đang vẽ cái gì? Em vẽ mí mắt. Ừ nói. Mấy anh làm em mất hồn. Hớt hồn hả? Mất tiêu hả? Dạ anh đang tập trung em làm. Ê, có tóc giả không? Dạ có. Màu gì? Đầy đủ hết ha. Dạ. Có cái gì giả nữa không? Dạ không. Nữa hả? Bữa nay show hand đi ha. Bữa nay cho bộc lộ cho anh em biết về cái em tên gì của anh ta? Dạ Hải Yến. Ờ Hải Yến ha. Quỷ sứ anh nè. Có tên vậy thôi anh không nhớ được. Mà nữa mình nổi tiếng thì mình cũng muốn đổi cái tên nào cho nó thành showbiz không? Dạ em chưa biết nè. Em gọi không anh? Hai chị cũng nói ngồi đó. Ừ hử. Từ từ em cho bung lụa hết luôn. Thôi vừa trang điểm mà vừa ca nghe nó bất phê. Mới sang, mới mọi ngày xin em ra bố mẹ rồi thật buồn. Thằng con tánh tình là kỳ bỗng phải ra bồng. Sao tâm hồn rồi con gái nỗi nào không ai biết. Đời nay giống bê đê. Thật ra chỉ còn bê đê giống chết sống hoài. Đừng nói bị đê, đừng có dùng đó, đừng có dùng được đó, đừng có dùng được đó. Rồi tiếp đi em. Thôi xin anh đừng không lấy được người giờ em. Mấy đứa này tôi đang trang điểm mà nó cười hoài, tôi hết trang điểm nổi. Dạo hoài ha. Ngày xin cứ bao lâu. Lấy anh em buồn em chấp nhận sự bê bí. Nhận món đồ má gì hoài. Đâu ra luôn. Làm hoài. Em thương đau rồi em chấp nhận sự cô đơn. Cô đơn là ở nhà mình lên đúng không chị? Ờ mấy đứa không biết gì hết trơn, chị nói cho nghe. Hồi nha, chị không quấn màu tím nha mấy đứa. Để giờ trang điểm vậy đó, bao lâu nè? Dạ chút xíu à. Chút xíu hả? Nửa tiếng không? Màu đó dạ, màu gì được... á? Dạ màu cam. Sấm cho hả? Dạ màu sấm cho. Đừng có dở cao quá nè. Nách đó hả? Nó quý sứ à. Nách sám quá. Có lòng nách không? Ừ. Tới gì nữa tới nè. Chân mày nữa. Chân mày chưa. Tới gì nữa nè. Má hồng không. Đứa này để cho tôi làm cái thằng đứng giận hoài. Tôi đang lưu bu. Chân mày bắn rắn rồi. Dạ. Trang thuốc bắn rắn rồi. Này bắn rắn. Mai muốn Cà Mau em nâng thì ốp mà sửa xuống điện cường Cà Mau. Không ngồi dậy giùm tôi cái cô. Tận ngắm à. Bữa nay chị lời chị được quay bầu với chị hai. Mừng không? Chị quýnh dốc dạ dạ dạ. Mấy đứa này chọc chị hoài. Chị đang ngại. Đang làm cái gì vậy? Em đang quấn má hồn. Ừ phải nói chứ.
không hiểu hết trơn, sao tao biết, tao về tao học tao làm thêm miếng má hồng đi chị hai ơi. Quánh gì ít lắm, chưa giống tài thêm nào. Giống tấm cám không? Dạ hơn tấm cám nữa. Đậm lên thôi chị, lấy nguyên hũ gì chậm lên luôn đi, khỏi lấy cọ. Chị lấy cọ gì nó mới đẹp. Giống rồi. Miếng nữa đi chị hai, chị giống giống hồng rồi, thành như giống dưới hơn. Đậm lên đi cho nó mới nổi. Thì miếng nữa đi. Để tối không có lên để chị nguyên dặm chị chậm luôn. Còn mấy chị lấy cái sau chị hai. Chị bánh chàng nó lấy chén luôn á. Bánh vô đậm vô. Vừa làm vừa nói. Đây đây nè. Ừ. Anh đang quánh má hồng nha mấy mọi người. Bánh má hồng tông Hàn Quốc ha. Tông Hàn Quốc. Bánh chàng này cái chén luôn á. Ôi được rồi. Tránh quá là cho nó lú lăng. Lú lăng ô về hả? Lú lăng ô về. Rồi sao? Mà sơ sơ thôi, đợi bà đổ chốc vô rồi. Thôi để tụi đánh rồi sao không đi mấy anh đợi kìa. Sao nó cũng được bình thường đi, từ từ đi, tao không có gì gấp. Rồi tối nay mặc cái gì nè? Dạ em mặc đầm. Zip hay gì? Dạ không phải zip, em hát. Không phải, mặc zip á. Zip? Ừ, zip á. Dáng đẹp, mặc zip nó mới ra. Đầm không có đáy á. Ừ. Mấy đứa này. Đứa này hại chị hoài. Mấy đứa này hại chị hoài trời. Không có chữ dính màu gì cho chị hai ơi. Người ta chảy nó ơi. Mẫu bánh cặp mắt này giống mắt nâu đẹp ha. Dím vô chứ nữa chị nó đẹp. Nhớ nhà bữa nay đó, hết cho đẹp nha. Dạ. Đưa lên luôn đó. Bữa nay diễn ở đâu dẫn đi chịu không? Dạ, em diễn bên cầu Tung hội chợ Thái Lan. Người ta mời mình hay gì? Dạ. Ôi rung rồi kìa. Anh hỏi dạ. Cái rung hả? Từ giờ nửa tiếng rồi đó nha. Dạ từ từ. Không có từ được. Ủa có chai keo mi có chị đâu mấy đứa. Kìa. Văn bên kia cà má ơi. Bà Kali đâu có đẹp bằng bà này. Bà này đẹp còn đẹp. Bà này đẹp hơn. Bà này bánh lồng lộn hơn. Trời ơi quá kìa cái son kìa. Mấy đứa thì bớt nói cho chị nhờ coi mấy đứa nấu hoài. Dễ môi gan mua cái linh rồi. Đó bắt đầu lên tông rồi nha. Bắt đầu lên tông rồi nha. Được gỡ nha. Trời ơi quá dữ. Trời lem hết trơn rồi kìa. Trời ơi làm anh Phong chạy nước miếng rồi kìa nha. Dẻ cái màu trên nó bỏ màu dưới đi hai. Đậm đậm xuống đi chị nhìn giống hồng lên nha hai. Cho chàng với cho chàng chút dạ, đi. Chàng xuống rồi chị dẻ được chân mày lại đi nó sâu được. Sáng nó thao son vậy đó ra mở hàng người ta. Miệng chè chè đó mừng. Mấy đứa này hại tôi quá trời, nó hại. Ồ, có đồ. Chàng quá hai ơi. Tới màu dưới luôn hả? Chị chàng quá, má chàng tới đâu. Nó làm gói đội hình chứ. Rồi, mai mốt lấy cái kiến là bự bự xíu coi. Chân mài luôn hai ơi. Rồi, biết rồi. Rồi có gắn lông mi không? Dạ có. Có, trời gắn mi chuyên nghiệp lắm anh. Dạ hả? Mà lấy keo dán sắt dán hay gì? Hử? Dạ. Lấy keo dán sắt dán không? Không có keo. Ừ. Ta mua cho keo 100 ngàn, ta gắn chưa được, nó mới mua cho 13 ngàn. Mà gắn cày cày luôn nha, gắn không rớt luôn đó. Mấy đứa đám nó nhảy bữa giờ còn có con mà. Mấy đứa nó hại tôi rất trời. Lấy một người của ai rồi còn mấy cặp ai thì lấy đi chị hai. Có tới, cho chị đi. Rồi tới gì nữa nè? Dạ lông mi. À, tới lông ha, mi. Dễ gặp chân mày đi, thái đi lông mi. Mấy đứa này nó hại tôi quá trời, nó hại tôi. Trời. Nó đậm đậm. Mấy đứa cho ngồi thì không có đậm gì đâu. Đậm
Trời ơi, cái bờ môi cơ kìa. Ồ, nó đỏ nha. Nhìn cái nó cắn dễ sợ luôn á. Môi này ai chịu nổi trời. Quá đẹp luôn rồi. Cái này em Hải Yến á, nó đi bán vé số á, chứ không thôi hả, nó trắng xíu nữa là đẹp lắm á. Ê, sao vẽ không đá lên cái Hải Yến. Dạ. Chỗ này đó, đá lên cái. Nó có đuôi không? Em vẽ phần đuôi thôi mà. Ừ. Trời ơi, tươi quá Hai ơi. Kéo cái đuôi tới bàn tan luôn Hai ơi. Mấy đứa này nó làm tôi hết hồn. Ừ, đúng rồi. Làm tôi tiểu mà tôi đang bối rối. Kéo cái đuôi tới bàn tan luôn Hai. Thôi bà. Chị tay kéo tới cái đầu tay luôn nữa. Ừ. Thôi mấy đứa ơi, bớt giỡn cho chị Hai nhờ. Mấy đứa ơi, giỡn hoài. Trời ơi, chị đâu phải là cô giáo đâu mà đem kiếm. Tới gì nữa nè? Dạ, keo dán mi. Ừ, 13 ngàn ha. Nằm đi mấy mắt hồng đi Hai ơi. Cái đứa này bắt đầu. Đó, bắt đầu này nha, tha keo dán sắt vô nè, đó. Đừng rung nha bà nội, không hồng dán mi luôn. Dán da luôn không? Thôi cùng bà dán cặp mi lên chân mày quá luôn. Đó, cái khúc quan trọng nè nha. Đó, 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 đó. Sao bo được không bo? Rồi, đi con. Đó, quay qua đây nè. Trời ơi, nhìn có khác liền ha. Ừ. Thôi mấy đứa nó bớt nói lại cho chị nhờ. Coi mấy đứa này chọc chị hoài. Ừ. Chọc cho vui mà. Rồi 4 cặp. Vừa bụng mấy cô chưa, mấy cô nấu hoài. Mấy cô trong giai tỳ nữ ha. Đừng rung nữa. Không, cái này bữa nay là chị không rung nè. Dán con trường con thôi. Chi vậy? Giống như mắt lén vậy đó. Thôi nha, con gái thì ta không có mắt liếm gì như cô. Có len hơn chị Hai. Chi vậy cô? Ừ, đeo len lên cho nó đẹp, nó lông lanh. Thôi, tôi cũng giống con cô đâu, tôi không có giống gia liền nè. Không có len thì gắn mi xong lấy cặp kiến chặn của mẹ và đeo vô. Thì đứa này nó... mấy chị em này quậy mình hoài hả? Em mình nó quậy hoài. Ừ. Đó, bắt đầu tới cái mi thứ hai nè. Ôi trời ơi. Nó chuyên nghiệp hơn mấy đứa mà ca sĩ nữa. Ừ. Hay quá, dán đúng luôn trời. Dạ, dán đen vậy làm mình trắng giống ma ha. Ừ, y ghen luôn á. Lần này trọng kem sức tại nhà hai ơi. Chị đi hát có tiền bo về cho em. Không biết tiền. Biết mà không có gần. Em chỉ đi đó được bình thường đó. Bà á, tù không có bình thường chứ nó thùng nha. Thùng người khác nha, nó cùng nhẹ. Trời ơi, con trời nó nhắm hoài luôn ha. Được rồi. Trời giống mất đề quá ha. Ừ. Mà thấy má hồng ít đó nghe Hai. Chị coi lấy thằng ghế. Dán hồi đừng có gặp thằng nào đừng có đá nheo nha. Em thấy má hồng như là thiếu đó. Dặm má hồng nào đậm đậm xíu đi. Mấy đứa bớt nói cho chị nhờ. Ha. Đổ im. Đổ im lặng cho chị làm công việc. Nói hoài tôi không làm không được nè. Trên nãy giờ chị dặm rồi. Cái miệng giận cũng thấy ghét nữa hả? Nói hoài tôi là giống anh đó, bà có chồng rồi nha. Rồi xong nói rồi. Nói rồi. Chị nói chưa? Thôi mời. Có sao mà nói gì với Hai. Ừ. Thôi mấy đứa không bá giùm chị sợ. Ta muốn tiểu thêm nữa. Thôi gì nữa đừng đánh thắng đánh má hồng hết mặt không đi. Mấy đứa thì phải. Bây giờ tới gì nữa nè? Bây giờ tới đây bông. Trời ơi, đâu bông nữa. Quá trời, cái dụng cụ luôn rồi kìa. Chị xếp lại chi Hai. Chị xếp lại chị chuẩn bị là chị đi cắt đồ, chuẩn bị chị đi hát.
Họ vô thay đồ chứ vô phòng chung với nha. Chị em có sao đâu. Chị em không mà ta kéo đâu vậy nó lên. Vô gặp con nhỏ mà cùng tay. Ngóc ngóc đầu lên. Làm sao nè, tới gì nữa nè. Bây giờ là tới đẹp bông. Bông bông bông, trời ơi đẹp bông. À, từ nãy giờ. Bữa trước bình thường kêu trên mạng nó bị nó bỏ. Khóc hết đi quát khóc. Mày tao ơi kệ mày đi, tao không quan tâm tới. Mình nhớ nha, đứng ở chỗ sáng đừng đứng chỗ tối nha. Thấy Yến ơi. Dạ, có đứng, em. Đừng đứng chỗ tối nha. Bà hụ cái là hết hồn á. Dạ. Dạ cái đứng lộn mèo. Ừ. Đồ ổ để nó bông phải hả lòn tay vậy đó. Lỡ quá. Mấy đứa này quá rồi. Em mà trời đất luôn rồi. Mình vậy đó hà. Nhăn mà vô lên hoài. Đứa này đã tôi đang quay không nói rồi. Còn nhìn giống cái thùng container quá ha. tới gì nữa nè. Bây giờ tới tha đường. Ừ. Mấy đứa rảnh không tha đồ dùm kiệm đứa à. Rồi chào khán giả đi. Chào khán giả. Bích bây giờ vô làm gì nè. Tha đồ. Cho vô chung ha. Dạ không được. Sao vậy? Thọ thọ bắn tương thăng. Thọ thọ hả? Không có chưa? Không có thọ, không có gần. Rồi hộp đó chị đem lên đi chị cắt chị dần luôn. Đó bắt đầu nha, đó, xong rồi nha. Chuẩn bị đi vô showbiz nha. Dặn mấy người. Đó. Đây đây, ẹo cái vài cái đó coi. Đó, á đã nè nè nè. Ờ. Ấy da. Trời ơi, nó ép mình cái kìa.